Thôi thôi, đừng cắt rồi. Chà bá luôn. Có đã, cắt rồi nè. Chà bá rồi đấy. Đây. Đây nè. Trời ơi, nó bự. Thấy chưa? Qua cho bự. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ đi xô đêm, đi xô bà khía để kiếm mỡ. Sáng nay mình sẽ làm mắm bà khía nha. Thì cái món này trước giờ mình cũng chưa có làm. Thì món này rất là ngon. Và đặc biệt chị em phụ nữ là cái món bà khía mắm này là rất là ngon. Nên mình sẽ đi kiếm một mỡ. Sáng nay mình sẽ làm mắm bà khía nha. Rồi, lên đường. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia. Đây, đây con còn chờ bá lửa luôn nè. Rồi. Đó, buông chần chần luôn. Con chuột cái gì? Cái thùng luôn. Mình có đem theo cái thùng mình bỏ vô đi. Ở đây bà ghế bự bự không? Bà ghế này nó chắc lắm. Này mình đi bắt nước cạn. Nước cạn nó trong hang nó bò vô, mình dễ bắt hơn. Ôi, con cá còn bự trộn trộn luôn, cái chạy. Ở đây lúc trước mình có bắt một lần nhiều lắm mà sao nay giờ mình ít chứ ta. Mày chạy rồi, được một hai này, đường con nữa vô. Có cái hàng cua không? Con cá cờ chả bá lửa luôn nằm mới chụp ra được không? Rồi. Thôi thôi, đừng cắt rồi. Chà bá luôn. Có đã, cắt rồi nè. Ôi, quá sướng, quá sướng, cắt rồi. Ôi. Ôi, gì mà khóc. Mày lại chạy hang này. Chặn hang nữa rồi. Dạ, ồ. Giữa kìa. Dạ. Đây, được con, một con nữa. Bỏ vô. Con này này ít quá ta. Quá tội đất luôn. À đây đây đây, đây em còn đây. Còn bự mà. Chị cha cha. Bự nó chạy xuống hang. Ngồi theo. Ây. Ây. Tội đất ơi, khỏe vậy. Ôi ôi. Lẹ ghê trời. Chỗ nó tiêu luôn. Đây có một em chuẩn bị nó chui vô hang. Chặn hàng không được. Mày chạy hả mày? À, mấy con, mấy con này phải lẻ mới được. Tìm con nữa nè. Lẹ dữ lắm. Giang kim mới sáng nay mình làm mắm, mắm bà kia. Mấy con bự bự ở đây, bà kia này chắc hết. À. Cái hàng này con. Ôi, con chuẩn bị nó bỏ cái hàng nữa. Mày nha mày. Rồi xong. Dính. Chạy nha mày. Đây. Đó. Bụi bụi không. Có cái thùng này đỡ lắm. Mình khỏi có kéo. Mình buồn chứ con còn chả bá lửa luôn. Chuẩn bị vô hàng nữa. Này không kịp. Nó vô hàng đi. Đây chớm. Rồi chết cha.
Trời, chặn hàng đây rồi. Rửa đó. Đây. Ủa. Điều cả ba lửa luôn. Thục luôn. Nó ở miền hang nó cạn nó ra miền hang. Rụt rè rụt rè cái nó chui vô hang à. Cái này lúc trước nhiều lắm mà sao lâu lắm rồi, mấy tháng rồi. Lúc trước mình đi chút xíu mấy kilo á. Hôm nay nít dữ vậy trời. Lúc trước là nó bắt một đoạn thôi. Một con nó đang nằm. Trời ơi, bưởi. Dạ, dạ, trời 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 trời. Bắt này phải đeo vào tay, tôi đã kẹp chưa. Đây, một con. Quá sướng. Này có con chập phá luôn rồi. Chuẩn bị chui vào hàng. Mày chạy. Qua đã. Mượn chuẩn bị nha. Trời ơi, con chập phá luôn rồi. Chuẩn bị xuống hàng chờ. Được kịp không? Một con bự quá. Mẹ dữ người ta. Trời ơi bưởi. Trời. Đây. Mày chạy nữa. Đây, chạy bao lửa luôn. Chui. Chui. 3-4 con luôn, mày bắt con này là nó xảy con kia. Chỗ này 2 con nè. Trời ơi, trời ơi. Không có hình quá. Hình quá. Ôi cái con nó bự, cái thùng thôi. Trời ơi. Nó trôi nước đây luôn, quỷ thật ơi. Quên cọng vậy rồi. Xác bên này có còn nằm ngoài nữa nè. Bên này có không? À, bên này. Đây, đang nằm phơi thay nữa nè. Xem nè, đó. Múc hàng nè. Vô. Xác này nãy thấy 2 con rồi. Con tròn chạy. Đây, con cá bông sào hót nó luôn. Đây, cá bông sào. Đó. Chụp. Ây da. Trời ơi. Không còn đó. Đây, cá bông sào nha. Đó. Ôi, xác bên được con người kia luôn. Này mà kia nè. Chụp luôn. Hai em vô một chỗ. Để vô thùng. Vô đây chạy mạng kia. Mấy con kia này nó kẹp tanh rồi. Trời ơi, đây con bà kia chả ba lửa luôn. Nè, nằm ở trên cái cây đây nè. Con này mà hụt là tức chết luôn. Đây, mùi thấy chưa. Đó, nó nằm ở cục này. Chết chạy nó giống cái cây rồi. Sao ta. Chụp đó. Chết rồi. Ủa. Được rồi. Đây, con này nó bự nè. Trời ơi, con ba kia cũng lồ luôn. Chết cha đi thôi. Em hàng mới được. Em hàng. Thấy không? Ừ rồi, chín rồi. Trời ơi, con này. Nó xảy một cái tức. Ây da. Ây da. Kẹp tao hả mày. Vô cho mọi người xem nè. Đùi trò quá lửa nè. Đây. Đây nè. Ôi, nó bự. Thấy chưa? Qua cho bự. Thùng mình để bên kia. Ở đây bà kia này nó chắc lắm nha. Bà kia mà nước lớn người ta bắt trên cây, bà kia đó nó ớt lắm. Bà kia mà trong hàng nó già. Đây có con, nó đang trong hàng chuẩn bị già nè. Trời ơi, nó chà bá lửa luôn trời. Đó, mọi người thấy không? Này, chỗ kia cái bóng này nè, gỗ chết cháy luôn quá. Mày chán mà mới bắt nó được. Quá trời luôn. Ở đây thì làm. Ủa cha, bên đây có con cua luôn. Ủa cua con, cua con. Rồi rồi. Cua con. Được cua con, được con cua. Trời. Cái lỗ này được 2 con á. Lời à. Con mà khía con cua. Trời trời coi nè. Đây cả càng cua nè. Ở đây này xử rồi.
Đây, và kia là cua đây ta. Giữa đây. Đây. Được một em cua con, bắt luôn. Nè, cua con nha. Đó. Rồi. Lỗ này được hai con. Rồi. Mà kia nó chạy đâu rồi? À, đụng rồi. Dạ. Ui, cái con bự này nó kẹp đi. Nó tê dữ lắm á. Này nó làm. Làm cũng cạn hơn. Dạ, dạ. À, dừng, dừng. Đây. Dừng làm sâu dữ lắm. Ủa, chạy ba lửa luôn. Cái này chắc ghê luôn. Đó. Rồi, vậy chắc đủ ăn rồi. Bây giờ mình sẽ đi về giữa số bà ký này cho người xem bữa nay mình bắt được bao nhiêu. Rồi sáng mai mình sẽ chế biến cái món bà ký, mắm bà ký luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi về nhà. Rồi, mình mới vừa về tới nhà. Bây giờ mình đổ ra cho người xem bữa nay bắt được bao nhiêu con bà ký nha. Con hàng lồi nè. Vua, con. Như này cũng được ký mấy nha. Đó, được một con cá thò lội. Con này chắc bị con bà kia kẹp banh sát quá. Đây, cá thò lội. Được con cua con nữa nè. Đó, cua con. Ấy rồi ta, nãy có con cá bóng sao rồi. Đó. Hả? Rồi, rồi đây. Rồi, bị mấy bà kia làm thịt luôn rồi. Đây, thêm cá bóng sao nè. Nè, trời, cái con bà kia nó ngon ghê luôn. Trời, nó chắc thịt. Nó cho bà lửa mà. Đó, đây nè, người xem bà kia nè, mập lúc. Đó, bự lắm, bà kia này chắc lắm nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ dọn số này, sáng nhà mai mình sẽ làm mắm bà kia cho mọi người xem nha. Rồi, hẹn mọi người nhà mai. Rồi, bây giờ mình sẽ đâm cho nó chết đi, giờ mình sẽ đem đi luộc nha. Thì mình đâm chết đi, giờ mình rửa sạch sẽ, giờ mình sẽ làm mắm. Bây giờ thì cái mắm bà kía này thì mình làm cho vợ mình ăn được cũng được mấy lần rồi, rất là ngon. Mà đặc biệt bà kía mà tươi như gì nè, rất là ngon, mình ăn nó không bị gì hết. Còn bà kía mà nó ngâm muối á, nó mặn lắm. Cho dù ở ngoài nó mặn mặn ngọt ngọt, nhưng mà trong vẫn là mặn. Mà ăn bụng yếu nó ăn dễ bị bắn phong lắm. Thì bà kía tươi này làm rất là ngon, bây giờ mình sẽ giết nó chết. Không. Đẹp khen. Mình cho nó chết đi, giờ mình luộc. Nặng nó không dụng những cái que này, giống như cua vậy đó. Đó. Thì xong mình chà rửa sạch sẽ. Bà kia này đặc biệt, nó chắc. Tại lúc trước mình có bắt mấy lần à. Tối đi sao nó bị ít quá, làm như nó nghịch mùa sao. Tôi bắt được con cua con đó nè. Con cua này thì bán cho người ta, nếu mà người ta nuôi thì nó tầm 15-20 ngàn. Đó, nếu mà nhỏ hơn thì 10 ngàn. Đó, con bây giờ trồng dễ luôn. Con này để chút chứ mình luộc luôn. Thọt nó luôn. Ba kia này mình luộc cho chín luôn nha. Đó, mình luộc chín rồi. Đó, nó vàng lòm nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái ngay chỗ này thì bằng cái yếm hay gì ở cái yếm đó, mình lấy sạch sẽ ra, tách cái mùi ra luôn. Nãy mình cũng chà rửa sạch sẽ rồi. Đó, đây nè. Con này nó cũng có gạch mà gạch ít nha. Cái này thì mình muốn ăn thì ăn, thì không ăn thì mình bỏ cũng được. Thì cái này mình sẽ giữ lại chút xíu mình ăn luôn. Đây, mình lột cái những cái giống như cua mình lột cái này ra là được rồi. Đó, sạch sẽ. Rồi, vậy là xong. Đây. Đó, mình lột như chua nè. Đó.
Rồi ba kia thì mình đã luộc, mình đã bóc cái mu đấy rồi đây. Đó, rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình tới cục đoàn mình sẽ làm nước mắm nha. Đó, nguyên một thau luôn. Này tầm cỡ cái máy. Đây, thì ớt tỏi mình đã đâm sẵn đây. Ớt tỏi. Còn cái này là mình đã thắng giống như là nước đường rồi đó. Trong đây nó có là nước mắm nè, rồi đường, bột ngọt. Thì cái này mình chỉ ớt chanh là mình bỏ vô đây là được rồi. Tại vì cái này mình bỏ ra bỏ bột ngọt, đường với nước mắm vô đây rồi. Thì mọi người muốn ăn cho nó là lợi, được mặn quá thì bỏ chút xíu nước vô đây. Đó, thì nãy mình tranh thủ mình nấu cho nó nguội nè. Đó, nó trên nó kèo kèo vậy nè. Bây giờ mình sẽ sắc chanh ra. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn chanh vô nước mắm nè, vô ớt. Cái này thì mình làm nước mắm này giống chua chua ngọt ngọt như là mình ăn bún ăn này ăn kia đó. Nhưng để mình làm mặn chút xíu tại vì nó có ba khía cho nó thấm vô. Thì nước đường này thì mọi người muốn thắng cũng được, hoặc là mình làm sống cũng được, thì thắng nó ngon hơn, nó tan đường ra mà làm cho kẹo kẹo nha. Mọi người làm cho kẹo kẹo nó mới ngon, đừng làm lỏng quá. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái tô nước đường này vô. Chua hay là ngọt hay sao chưa không biết. Đây, nó kẹo kẹo mọi người thấy không? Phải làm cho kẹo kẹo cho mới ngon, mà làm phải cay thật cay nha, ớt phải nhiều lên. Mà đặc biệt cái này mình phải ăn cay mới ngon. Nên đằng này đầm này tới hình như là 6-7 trái ớt. Để mình nếm thử coi, nó dừa chứ. Dừa, nó không mặn quá. Chua chua. Rồi, ok, vậy là được rồi. Còn miếng chanh là ăn cho vô luôn. Rồi, cái này cho qua bên. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái số ba khía này vô cái tô, tại vì này nhiều quá lấy cái tô lớn. Rồi, nguyên một tô luôn. Chế nước mắm vô hết vô đây luôn. Trời ơi, giờ hấp dẫn chưa? Chị em phụ nữ mà giờ cái món này thôi là chết liền. Đường ông anh em mình thì không biết sao chứ chị em phụ nữ mà thấy cái món này là thôi chảy miếng liền. Ăn chơi cũng được mà ăn cơm cũng được. Hấp dẫn chưa? Đây con cua. Quá hấp dẫn. Chế lên, chế lên. Rồi thì nó chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ mình làm nước mắm chua ngọt cho nó hơi kẹo, mình làm kiểu mình hơi mặn mặn chút xíu, nằm mình có ăn cơm cũng được, mình ăn chơi cũng được. Rồi thì cái này mình ăn liền thì nó không ngon nha, mình đem vô tủ lạnh mình bỏ tầm cỡ trên 2 tiếng rồi mình đem ăn là nó vừa rồi. Thì mình ăn không hết nữa, mình đem vô tủ lạnh mình bỏ ngày này qua tháng nọ luôn cũng không sao hết, tại vì cái này đã chín rồi, như là cái này nước mắm chua ngọt nó không bị hư, cho nên mình để càng lâu dút vô cái con ma khía này nè ăn rất là ngon. Cho nên bây giờ mình sẽ đem vô tủ lạnh mình bỏ khoảng chiều mình sẽ đem ra mình ăn cho mọi người xem nha. Rồi mình sẽ đem vô tủ lạnh. Rồi thì mình đợi vợ mình đi làm về, mới vừa đi làm về, giờ cũng 5 giờ 5 mấy. Chào mọi người đi em. Chào mọi người nha. Hello. Rồi đây là con trai mình. Chào mọi người luôn con. Chào mọi người. Chào mọi người đi. Bất thở. Thế chứ vợ mình với con mình mới vô có một cái mà bắt cỡ mọi người thông cảm nha. Đây, thì mình đã bỏ tủ lạnh này tầm cỡ hồi trước họ chưa mình làm như là bỏ vô là 3 mấy á, bây giờ cũng tiếng mấy 2 tiếng rồi. Bây giờ nó cũng ngon rồi đó. Nhưng mà mình này mình để càng lâu nó càng ngon nha. Rồi thì cái này mình gấp đũa thôi chứ mình phải bóc. Giờ gấp cho thằng trai trước nè. Nè nó con. Rồi người nha. Đây. Bây giờ là con bự nhất, mình là con nhỏ. Mời mọi người nha. Trời ơi, mới bóc lên chạy cái miếng rồi. Quá ngon, chắc quá. Cái này đặc biệt mình phải ăn bóc nha. Đó, bóc mới ngon. Mà bà kia mà tối mình bắt chỗ này nè, nó chắc lắm. Còn bà kia mà nước lớn á, nó ớt lắm. Mà cũng tùy theo mùa nữa. Rồi,
dứt chứa cái càng mà mọi người, cái càng nha. Ủa, nó giống cua biển quá trời anh. Chắc không? Cắt ghê luôn. Cái này cũng tùy theo mùa. Nhưng mà đặc biệt cái nó nằm ở trong hang mà bắt nước cạn trong hang nó ra nó chắc hơn mà bà ghi giật. Này nói chung là chưa thấm như mấy. Mình mới để, nếu qua để qua đêm nay, qua ngày mai ăn ngon. Để càng lâu càng ngon. Cái này á, mọi người muốn ăn cơm cũng được, ăn chơi cũng được. Nếu mình ăn cơm thì mình làm cho nó mặn mặn chút xíu. Còn ăn chơi thì mình làm vừa vừa thôi. Tại vì cái món này mình làm cũng mấy lần rồi. Ngon cực kỳ luôn. Quả càng này vậy. Này nó còn chưa có thấm mấy. Phải để tủ lạnh qua một đêm mới ngon. Đấy, mời mọi người cái mình nha. Còn mặt tía này chắc luôn, như cua. Ai mà gặp băng khía tươi chỗ này nè, mua về làm cái này rất là dễ. Chỉ cần mình làm mắm chua ngọt tùy theo măng lạc thôi. Giờ mình cứ bỏ vô tầm 2 tiếng đồng hồ đó lên, hoặc là mình để, nếu mình chưa ăn để qua ngày sau là ăn cực kỳ ngon luôn. Nó ăn vô á măng măng còn ngọt, cay cay, mà đặc biệt mình phải làm cay mới ngon nha. Chắc là một chấm luôn. Băng khía này nè, mọi người nó mua tươi á thì làm nó ngon hơn. Tại vì món khía mà mọi người mua là nó mặn chát ha, và khía là nó còn sống, nó gây mê nước đá. Rồi xong rồi nó mới đóng về Cà Mau hoặc là Rạch Giá này nọ. Rồi mới đem về chợ bán. Rồi mọi người mua về á, đã trong mặn chát à, mình làm kiểu này, nhưng mà ở trong vẫn mặn. Mà ở ngoài ngọt thôi. Nhưng mà bà khía đó để qua tháng này tháng nọ nó mặn lắm. Với hai nữa, cái bụng yếu yếu á, ăn dễ bị ấy lắm. Cho nên bà khía nó ăn bụng yếu nó ăn không được. Còn làm tươi cái này nè. Tươi cái này nè. Mình làm bụng yếu ha, bụng không yếu gì mình ăn chẳng được. Nó ngon, tươi. Ngon rồi. Hả? Ăn nói gì ông thần? Vậy. À, con nít thì mình lâu lâu mình cho vô cái video thôi, nếu mà vô nhiều quá bị tắt kiếm tiền, tại vì con nít thì YouTube nó không có cho vô. Nhá hả? Trời ơi, tụi nghiệp sợ. Tắt máy cái bào cái sạch gì á luôn. Làm khổ thôi đó, vô đây ngại thôi đó. Chút xuống sau mình làm tiếp. Cái món này bà đặc biệt là chị em phụ nữ, đừng ông thì không biết sao nha, chị em phụ nữ mà thấy cái món này thôi là đi không nổi, ngon lắm. Nãy có bỏ mấy cái mu vô nè, thử coi. Ngon quá, nhân hồi xúc cơm ăn luôn. Đây, cái gạch nó nè, không biết nó nhẫn không, thử coi. Nó nhẫn nhiều hơn gạch cua. Nhẫn hả? Nó cỡ nữa. Bộ à. Bộ à. Lát xuống còn sao bạo vết. Cười. Con cua biển nè. Tròn đỏ đây. Cua biển còn có chắc không? Ngon lắm, chắc ghê luôn. Cái vỏ này nè, cái mình bắt nhiều lắm, đi khoảng chừng tiếng hồ là 30 kg, 45 kg luôn. Mà lúc này làm chi nó không vô mùa sao mà tối đi. Đi cả cũng có tiếng hồ mà được có 1 kg cái mấy. Trời ơi, đã nó cay. Chắc ghê chắc. Ăn này còn ngon hơn cua biển nữa. Này mọi người mà làm ăn hết á, để một tháng nó cũng hương, tại vì mình đã luộc chín rồi. Cái này nữa có nước mắm nó chua ngọt à, không bao giờ hương. Để càng lâu nó giúp vô thì càng ngon. Còn cái khía mà nó làm chết rồi, nó ấy muối mặn lắm. Còn khía ăn để bị nó mà giúp vô à, nó có nguyên là rút đã. Thấy ăn những cái máy không có ngon. Những cái đồ nào khó khó là ở nhà mình làm hết. Nhưng mà kia nè, đồ mà như ngon ngon như là thịt nấu chao, là ri, bò kho, cái là mình nấu hết, giờ mình nấu biết ăn mà ăn là hay, bởi vì mập cho ba lửa. Giờ thì xin chia sẻ tới đây thôi. Thì mọi người mà có gặp ở phía mà sống cái này nè, làm rất đơn giản, chỉ cần nước mắm chua ngọt thì mình có thể làm ăn từng này qua từng nọ, một tháng cũng vẫn không hư nữa. Để là càng lâu nó càng ngon nha. Thì chắc mình xin dừng clip tại đây. Thì mọi người thấy hay cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người cái video sau.